Xin kính chào quý bà con, quý quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là Chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài những clip cập nhật tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại trái cây, một số loại nông sản khác hàng ngày trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý chị các bạn, tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì trong một vài ngày trở lại đây, giá thanh long đang có chiều hướng đang giảm. Thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây thì loại 1 dao động từ 16.000 đến 17.000, loại 2 dao động từ 11.000 đến 12.000, loại 3 dao động từ 8.000 đến 9.000. Hàng giá của thanh long ruột đỏ hiện nay ở khu vực miền Tây thì giá đang đóng nhầm từ 3.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng bữa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2 ngàn đồng ký tùy theo từng nơi. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nghe quý bà con, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng bữa. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây. Thì hàng đẹp dao động từ 14.000 đến 15.000. Hàng sàn dao động từ 10.000 đến 12.000, còn hàng thường thì đang động dao động từ 7.000, 8.000, 9.000. Hàng giá của thanh long ruột trắng hiện nay thì dao động từ 2.000 đến 3.000 tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì cũng không có chênh lệch gì nhiều so với khu vực miền Tây. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 12.000, 13.000, 14.000. Bò sàn thì 10.000, 11.000, 12.000. Còn hàng thường dao động từ 8.000, 8.000, 9.000, còn hàng giạc dao động từ 2 đến 3.000 tùy theo từng nơi. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 dao động từ 14 đến 15.000, loại 2 dao động từ 10.000 đến 11.000, loại 3 dao động từ 7 đến 8.000. Hàng giạc của thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận thì đang động dao động từ 3.000 đến 4.000 tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, may mắn và thành công. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con.